Vâng, xin chào tất cả quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Bích Quyền. Và trên video ngày hôm nay thì bên cơ sở xin được giới thiệu đến tất cả quý vị anh chị đang theo dõi video về sản phẩm lục bình gỗ sa cừ. Vâng ạ, thì cặp này bên cơ sở làm theo đường kính và chiều cao là 1m80 và đường kính là 57. Vâng ạ, cực kỳ là to, cao, đẹp, hàng nguyên khối gỗ sa cừ đỏ. Và đường vanh của cặp này là 178. Vâng ạ, đường vanh tròn, bụng 178 và đường kính là 57, hàng cực kỳ là to, hàng nguyên khối. Và bên cơ sở là sẵn hàng mộc. Vâng ạ, sẵn hàng mộc cho đôi nguyên khối sa cừ này. Và quý vị anh chị nào cần tư vấn hoặc đặt mua hoặc là muốn xem trực tiếp sản phẩm thì có thể là về tại địa chỉ của cơ sở, theo địa chỉ là thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Và Đồ Gỗ Bích Quyền có thể là quý vị nhắn tin kết bạn Zalo, bên cơ sở sẽ gửi ảnh và báo giá. Vâng, và cặp này thì bên cơ sở cũng xin được báo giá luôn cho quý vị được biết trên video, có giá là 23 triệu đồng, bao gồm là sơn VU đẹp đẽ, sơn theo yêu cầu, vâng, màu nào cũng được, tùy theo quý vị khách hàng cần yêu cầu cho đôi 1m8 đường kính 57 hàng nguyên khối này. Vâng ạ, 23 triệu đồng, hàng đẹp. Và nếu như có quý vị anh chị nào lấy mộc thì sẽ có giá là 21 triệu đồng. Vâng, bên cơ sở làm miễn phí vận chuyển khu vực miền Bắc và có giao hàng toàn quốc Bắc Trung Nam và giao tận nhà mọi người. Vâng ạ, giao tận nhà mọi người. Và sẵn đây bên cơ sở là sẵn rất chi là nhiều sản phẩm lục bình và kích thước khác nhau, và mời quý vị anh chị nếu như ở gần thì có thể đến trực tiếp tham khảo, nhìn tận mắt, ở xa thì có thể là nhấc máy lên đặt mua. Vâng ạ, và trên đây cũng xin được kết thúc video ạ.